Hoàng Việt Long Hương Trí, tác giả Ngô Giáp Đậu, ban biên tập trang Việt Sử Chương thứ 31 Tổng trấn thành Vỗ yên dân đất Bắc, hậu quân chấn kinh lược nạn Sơn Man. Lại nói văn chương từ năm Gia Long thứ tư 1804 vào trấn thủ gia định có nhiều công lao yên dân khử bạo. Thế tổ xét chương hết mình giúp sức, lo việc, biên cương, muốn cho trở về kinh thành nhậm chức nhưng khó nỗi chưa tìm được người thay thế Đình Thần Tâu rằng Nguyễn Văn Nhơn hồi trước đã chấn thủ gia định suốt hơn 5 năm, trông coi việc binh khuyến khích nghiệp nông, biết sửa sang dân chính, lại rất am tường tình hình biên cương, cùng là những thói lệ của quan lại, nên để viên ấy tạm thời rời kinh sư đi lo việc quốc gia lần nữa. Thế tổ bèn lấy Nhơn làm tổng trấn gia định, kiêm lãnh cơ vụ hai chấn Bình Thuận Hà Tiên, lệnh cho Trịnh Hoài Đức làm hiệp tổng chấn, lại giao cho Nguyễn Văn Hiếu làm quyền chấn thủ Bình Định, gọi Nguyễn Hoàng Đức về, sai cùng với Lê Chất trông coi việc đắp đường lớn từ Quảng Nam đến Bình Hòa. Nguyễn Hoàng Đức Tâu Thần nghe nói người dân Bắc Hà ngầm có mưu đồ kia khác, vậy bệ hạ xạ sức cho Nguyễn Văn Thành đi tuần tra các địa phương để chế ngự từ khi có việc chưa xảy ra. Nguyên do là Bắc Hà hồi đầu mới bình định việc bắt binh lính thu tô thuế nặng nề hơn trước. Gần đây dân chúng vất vả vì việc xây đắp Long Thành, tu sửa thành trì các chấn, phu ven tạp dịch ngày càng trở nên phiền khổ. Lại thêm quan lại, sách nhiễu trăm bề khiến cho người dân không sao kham nổi. Vì thế trong thôn xóm có câu Chiếc nón long gà, lòng ta khao khát, việc quan gia trọng, gấp ba lần Tây Sơn thổ phỉ Nguyễn Đình Giá ở đạo Thanh Bình. Đạo Thanh Bình tên đạo thời Gia Long năm Minh Mệnh thứ hai 1831 đổi là Ninh Bình. Nhân đó liên kết với thổ tù ở Thượng Đạo và quấy phá cả vùng Thanh Hóa. Nguyễn Văn Thành phát hịch báo cho Thủy Trấn Trần Công lại. Các nơi đều đáng lo ngại, tướng quân hãy tự lo liệu đối phó. Một mặt quan tổng chấn phi tấu sự việc về kinh. Thế tổ sai trường cơ Lê Phước Hưng đóng giữ lũy Hà Trung, Hoàng Viết Toàn chỉ huy trinh đội thị nội, thắng huy ra Nghệ An đóng giữ thay cho công lại, đem quân đi đánh dẹp. Công lại tiến đánh phá được xào huyệt giặc, giá cùng đồ đảng tán chạy. Thế tổ lệnh cho tướng chấn thủ dinh cầu là Nguyễn Văn Soạn đưa đội vệ binh Long Vũ rời ra đóng ở Thanh Bình để đề phòng dư đảng của giặc khi ấy con cháu nhà lê là lê đoàn và con cháu họ trịnh là trịnh văn nhân vụ biến loạn thanh bình bèn chiêu dụ đặng trần siêu ở trương đức quách tấn thức ở sơn am và vũ đình khanh vũ đình lục ở sơn nam hạ tụ tập bọn bất hảo khởi binh nổi loạn khắp các vùng bình lục hoài an kim bảng thuộc sơn nam thượng nam trân thiên trường nghĩa hưng thuộc sơn nam hạ cùng các nơi ở Hải Dương, Quảng Yên, Kinh Bắc, Sơn Tây, đầu đầu cũng có giặc nổi lên như ong. Nguyễn Văn Thành dưng sớ tâu về kinh, thế tổ giận thành không trị nổi dân để mặc cho thành lo cách dẹp giặc yên dân. Thành sai các tướng chia nhau tới kinh Bắc Sơn Tây hiệp đồng với chấn quan tiến đánh quân giặc trong bàn chấn. Chấn thủ Sơn Nam Nguyễn Đình Đắc dẫn quân bản bộ có thêm chấn binh Bắc Hành tăng viện kéo đi tiễu phì ở ba huyện chính thống Lê Công Lý cùng vệ úy Trương Công Lãm đem chấn binh Sơn Nam Hạ tuần tiễu các hạt Nam chân Thiên Trường, Nghĩa Hưng. Chấn thủ Thanh Hoa Tôn Thất Chiêm cùng vệ úy Phạm Văn Xuân tiến công vào Sơn Âm. Tiền quân Phó tướng Trương Tấn Bửu cùng chấn thủ Hải Dương Trần Công Hiến dẫn quân trong thành chia đường phối hợp với các tướng ở Quảng Yên truy bắt quân phỉ. Quân triều đình tiến đánh 36 trận lớn nhỏ, Quân giặc tán loạn, lùi trốn vào rừng, bè đảng bị nộp đầu, đứa bị bắt sống, số còn lại tan vỡ hết. Bên quân triều đình, Trương Công Lãm, Quản Phủ Thiên Trường, Đặng Văn Trinh, Chi Phủ Nguyễn Lượng, Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng, Nguyễn Khắc Khoan và Quan Phủ Khói Châu Lê Đức Kế chết tại trận. Trước đó, quân giặc giả danh tôn phò nhà Lê để mê hoặc dân chúng, Tổng trấn Nguyễn Văn Thành sai Trần Hựu sáng tác ra ca khúc, khúc ca, điểm mê để giảng giải cho dân hiểu. Trong dân gian có người soạn bài ca tố khuất, quy tội vì quan lại tham nhũng nên dân mới phải bỏ đi làm giặc. Nguyễn Văn Thành sai quan sở tại đi chiêu dụ khắp nơi, dân tỉnh mới được yên. Rồi Văn Thành dâng biểu kể công trạng của các tướng, thế tổ ban cho hai vạn quan tiền thưởng, <laughs> truyền vào thành phải tiếp tục dò đuổi, tông tích đầu sò bọn giặc, truy đuổi đến cùng để diệt hết mầm đạo loạn. Hà Công Thái tâu xin sai người vượt ra ngoài biên cảnh để dò bắt bọn quách tất Phúc và trịnh văn. Thế tổ có ý muốn nói riêng với nước vạn tượng nhờ họ bí mật bắt giúp nên chưa cho phép. Gặp khi con của chiêu ấn quốc vương vạn tượng là A Nỗ sai sứ sang tiến cống và trả lại cho ta ba chục tên lính bỏ trốn. Thế tổ bền bảo cận thần vạn tượng đã chờ cống vật sang, lại trao trả cả binh lính đào ngũ, như thế đủ thấy họ có lòng thành khẩn. Nếu bọn phỉ Lê Đoàn, Trịnh Văn chạy sang bên ấy, nhất định họ sẽ bắt trói đưa về ta. Vạn tượng là phên dậu che chở miền thượng đạo của ta, cần hậu thường để họ lập công cho ta sau này. Bấy giờ quan hình táo Bắc thành là Phạm Như Đăng về chiều dân sớ tâu. Bắc Hà xa cách kinh sư, đức hóa giải ra chẳng thấm đều, dân chúng khổ sở tâu lên khó thấu, xin bệ hạ thường xuyên tuần hành ra ngoài đó xem xét dân tình, hưng chấn việc lợi trừ bỏ điều hại, làm cho dân chúng thấy được nhân đức của Thánh Triều coi khắp trốn như nhau, không phân biệt miền trong, miền ngoài, từ đó họ sẽ vui vẻ quy thuận mà không phát sinh dị tâm. Đăng lại tâu xin cấp lương đều cho Bắc Thành để nuôi dưỡng binh lính, thế tổ vui lòng chuẩn tấu, thăng như đang làm thượng thư bộ hình. Đang trở dạ Bắc Thành gặp khi mẹ của Nguyễn Văn Thành mất, Văn Thành xin nghỉ việc quan về lo việc tang, thế tổ chuẩn lời xin của Thành, trao cho Phó tướng Trương Tấn Bửu tạm thay công việc chấn thủ Bắc Thành. Lê Văn Duyệt tâu lên. Bắc Hà giặc giã nổi dậy liên tiếp, tất phải có nguyên nhân, vậy xin sai ngay Lê chết đi kinh lược Bắc Hà, tra xét từng tận các vụ việc quan xét xử, oan uống, bất công, tập hợp lại, thành án để phán quyết, có như vậy mới trừ sạch được nguồn gốc bạo loạn. Vừa khi ấy, có tham luận Nguyễn Văn Tải tố cáo Lê Chất và Lê Văn Duyệt có âm mưu phản nghịch. Nguyên Lê Văn Duyệt cai quản việc quân rất nghiêm khắc, quân tướng không ai dám ho he, ngay đến các bậc quân thần kỳ cựu cũng phải e dè nể sợ. Chất từ khi mới về phụ tá cho Duyệt làm việc rất cẩn thận, phàm các việc hành quân mưu lược, đầu bày công việc tại triều đình, chất đều bàn bạc với Duyệt. Còn Nguyễn Văn Tài là thuộc hạ của Duyệt ở tả quân, thường khổ sở vì tính nghiêm khắc của Duyệt. Nhân vì việc quân, Tài bị Duyệt trách mắng, bèn tố cáo Duyệt xây dựng đồ đồn lũy, kho tàng, ngầm sai người đi chiêu dụ hào kiệt bắt thành. Lại thường qua lại thì thụt to nhỏ với lê chất, nghi là có âm mưu làm phản. Thế tổ sai bộ hình xét hỏi kết tội Tài vu cáo, thế tổ phán. Lời của Tài dường như cũng có nguyên cớ cần phải cứu xét đến cùng để chấm dứt nghi ngờ về sau lại giao cho đình thần xét hỏi tài quả nhiên cứng họng bị khép vào tội chết thế tổ sai chất cùng với nguyễn hoàng đức ra chấn thủ bắc thành bấy giờ trương tấn bửu đang ở bắc thành có giặc cướp biển tề ngỗi vào cướp phá ở vùng sông bạch đằng bửu thân dẫn quân đi đánh, lại sai Bùi Văn Thái đi đánh đám phỉ ở sông Trích Giang, huyện Tiên Minh. Tin báo về, Thế Tổ cho rằng công việc ở Bắc Hà bận rộn, bửu khó có thể một mình lo liệu xuể. Bèn cử Nguyễn Hoàng Đức làm tổng chấn Bắc Thành, Phạm Như Đăng làm tham hiệp, lấy Lê Chất làm hiệp tổng chấn, Thế Tổ căn dặn. Bắc Thành là chấn quan trọng, cai trị phải hết lòng chế ngự chăm sóc dân chúng cho xứng với ý chẫm. Cũng trong dịp này, Thế Tổ cho triệu đặng Trần Thường về Kinh, lại nói Đặng Trần Thường từ Bắc Hà vào Yết Kiến mua cho giữ chức ở Kinh, thường nói với các quan. Bọn phiến loạn ở Bắc Hà thường dựa vào ngoại viện của hải tặc Tề Ngỗi để kiềm chế quân ta, mà bọn Tề Ngỗi ngày xưa vốn sợ trung quân Nguyễn Văn Trương, ta nên tâu xin Hoàng thượng sai trung quân cùng với Tống Phước Lương đem quân đi đánh dẹp, hải tặc bị trừ khử thì loạn quân trong đất liền cũng sợ hãi không dám hoạt động nữa. Trung quân Nguyễn Văn Trường lúc ấy đang ốm nặng ở kinh, các quan chưa kịp đề cử thì ông đã mất. Thế tổ xét Trương nhiều có công lao to lớn, lại biết cẩn thận tuân theo phép tắc, liền ban cho tiền bạc, sai phó tướng Hoàng Văn Điểm, cùng tham chi ngô nhân tĩnh lo việc tang lễ. Sau đó, chấn thủ gia đình Nguyễn Văn Nhơn tâu về nói nặc ông chăn, báo cho biết quân xiêm có ý muốn lấy cao miên, vậy xin ban cho sách lược đối phó. Lúc trước con của nặc ấn quốc vương chân lạp, tên là nạc trăn lên nối ngôi xét về thời thái tông nguyễn phúc tần chúa chân lạp là nạc ong chăn bị tôn thất yến bắt làm tù binh nay con của nạc ấn cũng tên là chăn đó là vì người chân lạp có tên mà không có họ phàm là con cháu của vua đều gọi là nạc ong còn tên thì cứ chọn mỹ tự mà đặt dù cho ông cháu trùng tên cũng không kiêng kỵ Lúc bấy giờ, Nạc Ông Chăn có sai sứ thần là Ốc nhau Bôn Lịch sang ta cầu phong, thế tổ chuẩn cho đổi tên nước là Cao Miên, đức cho quốc ấn lại sai Ngô Nhân Tĩnh và Trần Công Đàn mang sắc ấn sang thành La Bích Phong cho Nạc Chăn làm quốc vương. Em của Nạc Chăn là Nạt Nguyên chạy sang cầu cứu với nước Xiêm, vua Xiêm cho Nguyên làm đệ nhị vương nước Chân Lạp. Em của Nguyên là Yên làm đệ tam vương chân không chịu nghe theo, xiêm lại sai bọn phi nhã, long mang kéo binh xuống bắt tam bang, nặc chân lo sợ vội báo với gia định, phạm văn nhơn lại đem sự việc tâu về kinh thế tổ triệu đình thần bàn bạc đối phó với siêm và chân lạp nguyễn văn thành lê văn duyệt cho rằng nước ta với siêm đã kết nối mối hòa hảo bây giờ nếu xảy ra việc binh đao thì cái hại không phải nhỏ vậy xin bệ hạ truyền hịch cho quân ở biên giới đi tuần tra xem xét hư thực rồi sau đó sẽ tùy cơ xử trí thế tổ khen lời bàn của thành duyệt rất hợp lý liền cấp tốc truyền cho nguyễn văn nhơn dẫn quân đi tuần biên lại sai Trương Tấn Bửu, Cầm Ấn, Tổng trấn, Lê Văn Phong, Quản, tả Doanh, Thần Sách vào đóng ở Gia Định. Đến khi quân diêm chiếm thành La Bích, nặc ông chăn chạy sang Tân Châu đầu hàng ta. Nhơn sai Nguyễn Văn Thụy đem quân hộ tống nặc ông chăn về Gia Định, một mặt tâu sự việc về kinh. Thế tổ hạ chiếu cho Nhơn, cấp tiền gạo hậu đãi cho ở tại khách quán Tiếp Như Bậc Phiên Vương. Trịnh Hoài Đức nói với Nhơn, Việc phiên vương là chuyện phiền phức hãy gác riêng ra đấy chờ chủ tính biện pháp. Nhưng về chuyện thi hương khoa này cần phải xin triều đình cho mở trường thi gia định để thỏa lòng mong đợi của sĩ tử. Nhơn bèn soạn tờ chiếu rằng Việc mở khoa thi kén kẻ sĩ đã thành quy củ của nước nhà. Những khóa trước chỉ mở trường thi cho nhân tài Bắc Hà cũng là bởi gia định sau cơn binh đao, việc bút nghiên hoang phế, nay đất nước thanh bình kẻ học trò có dịp làm nên sự nghiệp, chiếu thiên tử ban ra sĩ tử đến ngày hưởng phúc, xin cho mở trường thi Nam Kỳ để mở rộng ân huệ kén hiền tài. Trước đó là năm Đinh Mão niên hiệu Gia Long thứ 6, mùa 1807, thế tổ xuống chiếu mở khoa thi Hương vẫn theo lệ cũ triều Lê chia ra ở thi 6 trường, Nghệ An, Thanh Hoa, Sơn Nam Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây. Quan coi thi thì ở trường ngoài đặt đề điệu, giám thí, trường trong đặt giám khảo, sơ, phúc khảo. Phép thi ở đệ nhất trường, thi kinh, chuyện, chế, nghĩa, mỗi môn một đề. Đệ nhị trường thi, chiếu, biểu, chế, mỗi môn một bài. Đệ tam trường thi, một bài thơ đường luật và một bài phú thể tám vần. Đệ tứ trường thi làm một đạo sách văn, các trường đều treo bảng đúng kỳ hạn Chúng trường trước thì được vào thi trường trong Chúng tam trường là thi đồ Chúng tứ trường là hương cống Được ban áo mũ thế yến tiệc Cho phép cứ 6 năm mở một khoa thi Khoa thi quý dậu năm ấy Theo lệ lại mở trường thi Thế tổ cùng Nguyễn Văn Thành Bàn việc thi cử Đang định tăng thêm trường thi Thì có lời tâu của Văn Nhơn Bền quyết định ở Kinh Đô mở trường thi quản Đức thi chung cho Quảng Bình Quảng Trị Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Bình Hòa Nam kỳ đặt trường thi ở Gia Định thi chung cho phiên An Biên Hòa Vĩnh Thanh Định Tường Hà Tiên Bình Thuận và thi vào tháng 7. Nghệ An Thanh Hóa mỗi nơi một trường, đạo Thái Bình thi chung với Thanh Hoa thi vào tháng 3. Sơn Nam Hải Dương gộp mở một trường Sơn Nam, Quảng Yên thi chung luôn. Sơn Tây và Kinh Bắc gộp mở một trường Thăng Long thi chung cho Thái Nguyên Lạng Sơn Tuyên Quang Hưng Hóa cao bằng Sơn Tây, Kinh Bắc Phụng Thiên thi vào tháng 10 lệnh đã ban ra giao cho nguyễn văn nhơn và quan trấn thủ quảng đức mỗi nơi dựng một trường thi ở bên ngoài kinh thành đồng thời sức cho quan trấn bắc hà thông chi cho các trấn binh biết mà tuân theo lê chất nói với nguyễn hoàng đức đời thịnh trị sửa sang quy củ lấy văn hóa làm cắn cân kén tìm kẻ sĩ trong thiên hạ nhưng con người ta đâu chỉ có kén chọn về văn, nếu trọng khí tiết thì người lính thường cũng có thể hạch lỗi kẻ công thần, chí mưu thì viên tướng võ cũng có thể tung hoành một vương quốc. Bọn nho sinh nhiều ham muốn mà ít cứng rắn, nếu lấy họ làm chính sự cai trị dân chúng thì chẳng mấy mà cánh quan võ chúng ta bị xếp xó cả, xin hãy tâu lên để sửa lại ngay việc này." Nguyễn Hoàng Đức vội vàng can ngăn mà bảo Trốn trường ốc chỉ xét về mặt văn chương đó dẫu chẳng phải là quy chế xưa nhưng nhân tài tất tập trung ở khoa mục từ đó nảy sinh ra nhiều khanh tướng, huống hồ như việc đẩy xe ở triều ca, trương cờ ở châu đại, kẻ thư sinh há chẳng phải là võ lược hơn người tôi với tướng quân lạm giữ quyền chìa khóa nếu vùng biển nổi lên giặc dữ mà đô úy cung không ra nơi bột hải rừng xanh nhiều lạc thảo mà thái úy họ cao lại để oán ở đông kinh thì những người áo mũ thung dung kia sẽ chê trách ngọn thương của chúng ta nay ở bắc hà dư đảng giặc tưởng cũng còn nhiều trở ngại cho dân một khi chúng thừa cơ sơ hở nỗi chống đánh thì biết lấy gì đáp mệnh triều đình Trượt có tin chấn thủ thanh hoa tôn thất trương phi báo bọn Đặng Trần Siêu lại tụ tập bè đảng nổi loạn. Dạo nọ Siêu đã bị Nguyễn Văn Thành đánh tan, Siêu cùng bọn Lê Đoàn Trịnh Văn thất lạc nhau mỗi đứa trốn lủi một nơi trong hang động. Bấy giờ nghe tin Nguyễn Hoàng Đức mới đến nhậm chức ở tổng trấn Bắc Thành mà Lê Chất làm phó bền bảo quách tất thúc. Nay kẻ cầm cờ tiết Tại xứ Bắc Hà ta đây là con ma đầu hàng ở đồng Tuyên, bề tôi Nam triều đầu hàng Tây Sơn rồi lại lừa Tây Sơn mà trở về Nam, kẻ tham hiệp là con quỷ chết hụt ở trà Đồng, bề tôi Tây Sơn mà hàng Nam triều rồi lại theo Nam triều mà đánh đuổi Tây Sơn, đúng là thiên hạ đảo lộn, những kẻ như thế làm sao hãm ta vào chỗ chết được. Thế rồi cùng tất thúc bàn mưu với Đinh Thế Hội, Nguyễn Đình Giá, Vũ Đình Lục vân vân tụ hợp đến mấy nghìn người đóng đồn ở Kính Lão thuộc huyện Mỹ Lương thừa cơ cướp phá náo động cả Bắc Hà. Chất hay tin đảng giặc nổi lên mới phục Nguyễn Hoàng Đức có tài trí biết trước sự việc tự xin được dẫn quân đi bắt giặc. Hoàng Đức Phi báo về chiều thế tổ xuống chiếu cho chất được tùy nghi đánh dẹp cho yên ổn. Chất bèn xuất quân sai cai đội Ngô Văn Tiến đi đầu. Quân đi tới Yến Vĩ thì gặp phục binh của Đặng Trần Siêu. Tiến bỏ chạy trước, chất sai đuổi bắt chém đầu tiến để cảnh cáo quân sĩ, rồi lại sai chấn thủ sơn nam nguyễn văn xuân tiến binh đến thức cốc xuân đánh tan được quân giặc siêu và tất thức thu toàn quân chạy về tụ tập ở sơn âm cướp phá các huyện tống sơn phụng hóa mưu toàn đánh úp huyện thiên quan tôn thất trương cùng với chấn thủ nghệ an trịnh ngọc trí chia quân giữ nơi hiểm yếu để đợi quân của chất tới cùng hội quân tiến đánh quân giặc tất thức hỏi siêu bọn ta quân ít lại hết lương biết làm thế nào siêu bảo dân bắc hà phần nhiều còn nhớ ơn nhà lê chúa trịnh bọn hào kiệt cũng chưa phải đã quên hết nay ta hành động vì nghĩa dẫu phải vươn thân làm lính ngửa cổ cho đỡ cơn đói lòng cũng có thể làm kinh loạn cả vùng nếu như thế lực xa sút thì rút vào rừng núi để mưu tính kế khác bỗng thấy quân của chất kéo đến đạo thanh bình siêu dẫn quân bỏ chạy tan tác lê chất đóng quân ở mai vi chiêu tập hào mục địa phương tuyên bố uy đức của triều đình rồi sai các tướng chiếm giữ các nơi hiểm yếu, dựng đồn lũy, nghiêm lệnh canh giữ chặt chẽ, lại dựng thêm lũy chi nể để cắt đứt đường qua lại của quân giặc, xong xuôi mọi việc chất mới báo tin thắng trận về triều. Thấy chất không cần tốn sức quân sĩ, giặc mới nghe hơi đã bỏ trốn, thế tổ bền xuống chiếu úy lạo, thăng chất làm trấn thủ bắc thành đồng thời triệu nguyễn hoàng đức về kinh để hầu đại lễ xây lăng cho hoàng thái hậu đúng là yên trừ giặc giã công khắc đá sầu thu trường lạc não nghe chuông